Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa phán: khốn cho các ngươi, hỡi những người xây cất mồ mả các tiên tri mà tổ phụ các ngươi đã giết chết. Thật các ngươi làm chứng và tán thành những hành động của tổ phụ các ngươi, vì thực ra họ đã giết các vị tiên tri, còn các ngươi thì xây mồ mả cho họ. Bởi đó mà sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã nói: ta sẽ sai đến với chúng các tiên tri và các tông đồ, trong số các vị đó, người thì chúng giết đi, người thì chúng bắt hại, khiến cho dòng giống này bị đòi nợ máu của tất cả các tiên tri đã đổ ra từ lúc tạo thành vũ trụ, kể từ máu của Abel cho đến máu của Zakaria, người đã bị sát hại giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, ta bảo các ngươi, dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các ngươi, hỡi những tiến sĩ luật, vì các ngươi cất giữ chìa khóa sự hiểu biết, chính các ngươi đã không được vào, mà những người muốn vào, các ngươi đã ngăn cản họ lại. Khi người phán bảo cùng các biệt phái và các tiến sĩ luật những điều đó, thì họ bắt đầu oán ghét người một cách ghê gớm và chất vấn người về nhiều vấn đề, cố gài bẫy người để may ra bắt bẻ được lời gì do miệng người thốt ra chăng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Ngay khởi đầu thánh lễ, chúng ta đã được giới thiệu. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta ý thức được vai trò ngôn sứ của mỗi người chúng ta và chấp nhận định mệnh của vị ngôn sứ là bị loại trừ. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta ý thức được điều đó. Chấp nhận vai trò ngôn sứ, tiên tri là chấp nhận trở thành phát ngôn viên ý muốn của Thiên Chúa cho con người thời đại. Và bởi ý muốn của Thiên Chúa thường ngược lại với ý muốn sở thích của con người, nên định mệnh của các tiên tri, các ngôn sứ là bị loại trừ. Abel đã bị anh mình Cain giết chết giữa cánh đồng vắng. Zakaria tiên tri bị đồng hương đồng đạo giết chết ngay trong thánh điện ở bàn thờ một cách công khai. Thời Chúa Giêsu, Gioan Tẩy giả đã bị Herode giết chết do âm mưu thâm độc của Herodiade trong ngục vắng bị chặt đầu. Và chính Chúa Giêsu ngày hôm nay, luật sĩ biệt phái căm phẫn và rồi cuối cùng giáo quyền, cụ thể là Caipha Anna và thế quyền, cụ thể là Philato và Herode kết án tử hình. Đó là định mệnh của các ngôn sứ. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta sống trọn với định mệnh vai trò ngôn sứ, bởi mỗi người trong chúng ta là Kitô hữu với bí tích rửa tội, chúng ta được sức dầu thánh. Và khi được sức dầu thánh, chúng ta được linh mục nói: con sẽ là tiên tri, là tư tế và là vương đế của Chúa trong cõi sống đời đời. Chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội để trở thành tiên tri, trở thành ngôn sứ của Thiên Chúa. Và chúng ta nhìn vào gương mẫu của Chúa Kitô để có thể ý thức được vai trò và định mệnh của người ngôn sứ trong nước của Thiên Chúa. Chúng ta suy nghĩ ở đây là ngôn sứ là phát ngôn viên để truyền thông ý muốn của Thiên Chúa cho con người thời đại. Thời đại của mỗi người chúng ta, các Kitô hữu, là giáo sĩ, là tu sĩ, là giáo dân. Thời đại hiện tại mà chúng ta đang sống, chúng ta được Chúa gửi đến hiện diện trong dịch bệnh COVID này.
Chính trong dịch bệnh này, với những nguy cơ của dịch bệnh, chúng ta có trách nhiệm chu toàn vai trò ngôn sứ của Thiên Chúa, và đồng thời cũng chấp nhận những định mệnh bị loại trừ của một ngôn sứ Thiên Chúa. Nhìn vào gương mẫu của Chúa Giêsu, chúng ta nhận thấy một cuộc chiến nội tâm trong người ngôn sứ, một cuộc chiến nội tâm trong mỗi người chúng ta. Rõ ràng là Chúa Giêsu trước khi rao giảng công khai với vai trò của một ngôn sứ, Ngài đã phải chiến đấu và chiến thắng với ma quỷ. Sự cầu nguyện, sự chay tịnh trong hoang địa và dùng lời Chúa để chiến đấu, và Ngài đã chiến thắng ma quỷ trong hoang địa. Trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu phải chiến đấu với chính mình, với sự sợ hãi tột cùng đến mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất. Ngài cầu nguyện với Chúa Cha, Ngài xin với các tông đồ cùng cầu nguyện với mình, và Chúa Cha đã sai thiên thần tới an ủi Ngài, để rồi Ngài cầu xin với Thiên Chúa: Lạy Cha, xin đừng theo ý con, một theo ý Cha. Chấp nhận cuộc khổ nạn của một người ngôn sứ. Và đồng thời trong cuộc khổ nạn của Ngài, Ngài phải đối diện với cả một xã hội muốn loại trừ Ngài, giết đi, đóng đinh nó vào thập giá với những lời thách thức: nếu ông là con Thiên Chúa, hãy xuống khỏi thập giá để ta tin. Cả một xã hội vây quanh Ngài và loại trừ Ngài. Ngài phải chiến thắng ma quỷ, thế gian và xác thịt để có thể hoàn thành ý muốn của Thiên Chúa. Mọi sự đã hoàn tất. Lạy Cha, con phó thác hồn con trong tay Cha. Chính vì thế trong đời đại dịch Covid này, chúng ta là ngôn sứ của Thiên Chúa để chấp nhận cây thập giá của Chúa Kitô. Bởi chính trên cây thập giá của Chúa Kitô, Chúa Giêsu rao giảng chân lý, cho dù Ngài bị một bản án gian dối. Trên cây thập giá, Ngài rao giảng tình yêu, cho dù Ngài là nạn nhân của sự ghen ghét. Và trên cây thập giá, Ngài rao giảng sự tự do của con cái Thiên Chúa, cho dù Ngài bị ghim chặt vào cây thập giá. Đó là định mệnh của Chúa Kitô, ngôn sứ của Thiên Chúa Cha gửi xuống cho nhân loại. Và đó cũng chính là định mệnh của mỗi người chúng ta đã lãnh nhận bí tích rửa tội để trở thành tiên tri của Thiên Chúa. Mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ, trước khi lắng nghe lời Chúa, chúng ta làm dấu thánh giá trên trán, trên miệng và trên ngực, để chúng ta xin Chúa cho lòng trí chúng ta đón nhận lời Chúa, xin cho môi miệng chúng ta biết rao giảng lời Chúa, xin cho trái tim của chúng ta biết yêu mến lời Chúa, và xin cho đôi tay của chúng ta biết thực hành lời Chúa. Đó là lúc mà chúng ta thưa lên: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa, vinh danh Chúa. Xin Chúa đón nhận những hoa trái của các linh mục đã qua đời với vai trò là một ngôn sứ, như bánh, như rượu trong thánh lễ hôm nay, cùng với những nỗ lực của tất cả chúng ta làm vinh danh Chúa, nhờ vào chúng ta đón nhận định mệnh của một người ngôn sứ bị loại trừ trong thế giới đầy tội lỗi này. Amen. Kính thưa quý cộng đoàn, chúng ta đang tiếp nghe bài tin mừng hôm qua, và chúng ta tiếp tục nghe Chúa quở trách các luật sĩ. Ở đây có hai điểm. Thứ nhất, các vị này xây lăng tẩm các ngôn sứ, và họ tưởng làm như vậy là chuộc được tội của cha ông mình, hay thậm chí đó là cách thể hiện gián tiếp mình công nhận sứ điệp của các ngôn sứ.
Nhưng vấn đề là trong thái độ của những người này, một mặt họ làm như vậy, nhưng họ lại đi ngược với sứ điệp của, tiếp tục đi ngược với những sứ điệp, cụ thể là họ đang nghe lời con Thiên Chúa, nhưng mà không những không tin mà còn rắp tâm hại người. Và như vậy thì rõ ràng chẳng khác gì thái độ của cha ông họ, và đó là sự giả hình. Cái thứ hai là những người này biết luật Chúa, nhưng đã giải thích luật, trong việc giải thích luật đã gây nên gánh nặng, làm kỳ đà cản mũi, khiến người ta khó đến được với lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, có hai điểm tôi xin gửi lên. Thứ nhất, dù trong bài tin mừng nói đây là những lời Chúa nói đến các Pha-ri-siêu, các biệt phái, nhưng có lẽ chúng ta nghe và chúng ta cũng cảm thấy nhói trong tim. Dù khi mà Ngài nói đến cái thái độ nói một đàng, thể hiện một đàng, còn tâm tưởng lại một cách, một nẻo khác hoàn toàn. Bởi vì đâu đó chúng ta thấy bóng dáng của mình. Ví dụ xưng mình là người Kitô hữu, nghĩa là người có Chúa Kitô, mà hình như đời sống lại không có Chúa Kitô tí nào. Hay là nói mình tin vào lời Chúa, chia sẻ lời Chúa cho người này người kia, nhưng bản thân thì lại ít tâm niệm, không chịu cố gắng tìm hiểu hay sống theo lời Chúa dạy. Hay là việc nói khi Ngài nói về vấn đề những tiến sĩ luật đã làm kỳ đà cản mũi, nhiều khi nói chúng ta không phải là tiến sĩ luật, không phải là những người giải thích luật, nhưng là Kitô hữu, thì có phải chăng là một cách nào đó đời sống của chúng ta là một phiên bản thể hiện, hay là một phiên bản diễn giải những lời Chúa? Vậy những hành vi, những cách sống của chúng ta nên giúp cho những người xung quanh hiểu, yêu thích và trân trọng lời Chúa hơn, để rồi tìm hiểu và học hỏi, hay là chính đời sống, chính hành vi của chúng ta lại làm cho nhiều người bỏ xa Kitô giáo? Đây là những điều mà chúng ta có thể đặt và chất vấn lương tâm chúng ta. Cái điểm thứ hai về hình ảnh, hỡi những người xe cóc mồ mả các tiên tri mà tổ phụ các ngươi đã giết chết. Tôi nghĩ đến cái chuyện mà chờ chết rồi mới trân trọng. Trong một lớp giáo lý, khi giáo lý viên hỏi các em hay là những bước nào để cho một người trở nên thánh, có lẽ giáo lý viên này muốn hỏi cái tiến trình phong thánh, chắc là lớp này cũng các em này chắc là cũng lớn rồi nên có thể hiểu. Thì khi đó có một em giơ tay và trả lời: dạ, bước đầu tiên người đó phải chết, bởi vì khi chết rồi thì mới có người nói tốt về người đó, và rồi người đó mới nên thánh. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng đâu đó chúng ta đến dự một đám tang, chúng ta thường nghe những lời ca ngợi dành cho người ra đi. Tôi nghĩ điều này rất tốt, một mặt để người ra đi thanh thản, mặt khác cũng an ủi những người còn sống. Nhưng đôi lúc tôi tưởng tượng ra, khi mình đang nói vậy, lỡ như người trong hòm ngồi dậy và nói: ủa, anh nói với tôi à? Sao khi còn sống tôi không nghe, tôi chưa nghe được những lời như vậy? Sao khi còn sống tôi chưa nghe được những lời như vậy? Thiết nghĩ chúng ta có thể, chúng ta nên chân chính khích lệ nhau, khích lệ trước những nghĩa cử đẹp, những nghĩa cử bác ái. Hãy khích lệ ngay khi còn tại thế. Hãy thể hiện tình bác ái, nghĩa cử quảng đại khi chúng ta còn có thể. Xin cho mỗi người chúng ta hiểu sứ vụ, bổn phận Kitô hữu của mình, và xin ơn Chúa cho chúng ta có cái sự can đảm để sống sứ vụ, bổn phận ấy từng giây, từng phút trong cuộc sống của chúng ta. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em,
Nếu chúng ta tham dự thánh lễ ngày hôm qua, trong tin mừng chúng ta đã được nghe khi Chúa Giêsu đang chất vấn và vạch trần những tội lỗi mà những người biệt phái đã phạm, thì có một tiến sĩ luật đứng lên nói với Chúa rằng: Lạy Thầy, Thầy nói như thế là xúc phạm đến cả chúng tôi nữa. Nghe vậy, Chúa Giêsu quay lại để nói với các tiến sĩ luật: Khốn cho các ngươi hỡi những tiến sĩ luật, các ngươi đã đặt lên vai người ta những gánh nặng mà ngay cả ngón tay các ngươi cũng không đặt vào. Và trong tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu tiếp tục nói về các tiến sĩ luật: Khốn cho các ngươi hỡi những tiến sĩ luật, vì các ngươi cất giữ chìa khóa sự hiểu biết, chính các ngươi đã không được vào, mà những người muốn vào, các ngươi đã ngăn cản họ lại. Thật vậy, các tiến sĩ luật là những người thông hiểu lề luật và sách các tiên tri, bởi họ được diễm phúc tiếp cận với lời của Chúa để chiêm ngắm, suy niệm và rút ra hướng dẫn cho dân Chúa thực hành. Vì thế, Chúa đã bảo họ là những người giữ chìa khóa sự hiểu biết. Khi giữ chìa khóa sự hiểu biết là lời của Chúa, là lề luật của Chúa, lẽ là trước tiên họ phải sống điều mà họ sắp sửa nói cho dân chúng, nhưng họ lại không sống. Để rồi khi truyền cho dân thì họ thêm vào, trẻ ra để trở nên gánh nặng cho dân Chúa. Và lẽ ra lề luật giúp cho dân Chúa trở nên thánh thiện để đến gần Chúa hơn, thì giờ đây họ làm cho lề luật trở thành một gánh nặng, một gánh nặng mà dân không mang nổi, để rồi dân Chúa ngày càng xa cách Chúa, bởi không biết đâu là điều quan trọng nhất trong lề luật của Chúa nữa. Khi Chúa vạch trần những tội lỗi của luật sĩ, thì Chúa muốn mời gọi họ hãy nhận ra Chúa là đấng giàu ơn cứu độ, để rồi họ khiêm tốn nhìn nhận rằng mình cũng là người tội lỗi. Không phải đặc quyền đặc lợi giải thích lời Chúa là họ đương nhiên được vào nước trời, nhưng họ phải nhớ rằng điều ấy là thuộc đặc quyền của Thiên Chúa. Thiên Chúa ban cho ai thì người ấy phải có trách nhiệm truyền thụ lại tất cả những điều mà Chúa đã trao gửi. Để rồi khi trao gửi như thế, chắc chắn Chúa muốn những người ấy được sống tốt đẹp hơn. Và lời Chúa hôm nay cũng đang tra vấn từng người chúng ta. Có thể chúng ta cũng đang rơi vào tinh thần của những tiến sĩ luật năm xưa. Bởi vì khi chúng ta lắng nghe lời của Chúa, khi chúng ta được Chúa mời gọi biến đổi, nhưng tâm hồn chúng ta vẫn ở lì trong tội, đó là lúc chúng ta đang bị tinh thần lề luật áp đặt. Và Chúa đang mời gọi chúng ta hãy mở lòng mình ra, đừng đóng chặt cửa lòng, để lắng nghe lời Chúa, để lời Chúa đến sinh hoa kết quả dồi dào trong đời sống chúng ta. Khi chúng ta sống lời của Chúa, chúng ta nhận ra rằng luật vì con người, chứ không phải là con người vì luật. Đó là luật của đức tin, luật của tình yêu vĩnh cửu mà được Chúa đã tóm gọn trong giới răn tình yêu, mến Chúa và yêu người. Nhờ đó, chúng ta sẽ xác tín như Thánh Phaolô dạy trong bài đọc 1 chúng ta nghe: Con người nhờ đức tin mà được nên công chính hóa, chứ không phải bởi việc làm theo lề luật. Đức Giáo hoàng Benedicto 16 đã nói: Đức tin Kitô giáo không phải là một ý tưởng mà là một sự sống. Khi chúng ta thể hiện đức tin bằng chính cách sống công bình bác ái, chúng ta đang làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tươi đẹp, và đức tin Kitô giáo của chúng ta được lan tỏa cho mọi người chung quanh. Đặc biệt trong đời sống gia đình, các bậc làm cha mẹ hãy dùng luật của tin mừng, luật yêu thương để giáo dục và hướng dẫn đức tin cho con cái của mình, để rồi mỗi gia đình
sẽ trở nên một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương. Ước gì chúng ta vững tin rằng Chúa Giêsu là thầy dạy khôn ngoan, để rồi chúng ta lắng nghe lời Chúa phán với từng người chúng ta: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, để khi được lời Chúa hướng dẫn, chúng ta biến đổi tâm hồn, và khi tâm hồn chúng ta biến đổi, chúng ta mở lòng đón Chúa vào tâm hồn chúng ta. Như giờ đây, chúng ta tiếp tục thánh lễ nơi bàn tiệc, nơi bàn tiệc thánh thể, để với thánh thể Chúa chúng ta rước lấy nên phương dược thần linh cho mỗi người chúng ta hướng vọng về trời cao. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã lên án một cách mạnh mẽ thói giả hình của nhóm Pharisêu và tiến sĩ luật. Chính cha ông của họ đã giết các tiên tri, và họ là những người xây đắp những mồ mả, những lăng tẩm để kính nhớ các ngài. Nhưng chính những người này, những người luật sĩ và Pharisêu này, chính họ lại tiếp tục bước vào chính dấu chân của cha ông họ, bước vào vết xe đổ mà cha ông họ đã bước đi, bằng cách họ đã tìm và bắt bớ, giết chết những tiên tri thời hiện đại của họ. Chính miệng của họ rêu rao nhân nghĩa và đạo đức, nhưng chính họ cũng lại là những người chối bỏ và chà đạp nhân phẩm của con người. Chúng ta thấy đời sống và lời giảng dạy của Chúa Giêsu nói riêng, cũng như của các tiên tri cách chung, chúng ta thấy nhiều khi các ngài nói và làm những điều rất ngược lại với cái đời sống, cũng như là cái cung cách hay là nếp sống của quần chúng hiện tại. Đơn cử như là khi mà người ta đang còn ăn chơi sung sướng, đang còn bình an vô sự, thì chính Chúa Giêsu hay các tiên tri lại nói những lời để cảnh tỉnh đời sống của họ. Hay khi họ đang còn phải buồn phiền, lo âu, chán nản, tuyệt vọng trong cảnh lưu đày, thì các tiên tri lại hát những bài hát nói lên cái niềm hy vọng của chính tiên tri về một tương lai của dân. Và chính cái việc đi ngược chiều như vậy nên hầu hết các tiên tri đều bị bách hại, bị giết chết. Và thưa cộng đoàn, chính cái chết của các tiên tri lại là một tiếng nói đầy hùng hồn và hữu hiệu nhất cho cái sứ mệnh loan báo sứ điệp của Thiên Chúa. Ngày 26 tháng 3 năm 2013, khi vừa mới lên ngôi giáo hoàng được ít lâu, thì trong một buổi đọc kinh truyền tin, Đức Giáo hoàng Francisco đã nhắn gửi đến các tín hữu của mình, đặc biệt là cho các bạn trẻ. Ngài nói rằng: "Các con hãy can đảm lội ngược dòng đời." Và ngày hôm đó Ngài đưa ra một cái ví dụ hay là một cái nhân vật đơn cử một cách sống động, đó là chính Gioan Tẩy Giả. Và Ngài đưa ra để nói về một cái chết vì chân lý. Ngài nói với các bạn trẻ rằng Gioan Tẩy Giả đã chết vì chân lý bởi vì ông đã can đảm nói đến tội của chính Herode và Herodia. Và Ngài nói tiếp: "Rất nhiều người đã phải trả giá đắt vì muốn làm chứng cho chân lý. Và rất nhiều người công chính đã muốn lội ngược dòng, để rồi họ không muốn khước từ đi chính tiếng nói của lương tâm, tiếng nói của chân lý." Và Ngài nói rằng chính những người công chính là những người không sợ đi ngược dòng. Và chúng ta biết rằng sự thật thì mất lòng, biết rằng nói đụng đến quyền lực thì chắc chắn là chúng ta sẽ dễ bị chết. Và chắc chắn rằng chúng ta nếu như sống theo tiếng nói của lương tâm, sống theo tiếng nói của chân lý, thì chúng ta đã chọn cách sống đó là liều mất mạng sống, như chính Chúa Giêsu đã nói với mỗi người chúng ta. Khi chúng ta chọn như thế, đó là chúng ta
chọn lối sống đi ngược dòng. Khi chúng ta chọn như thế thì chúng ta chọn đến cái phần khổ cho chính mỗi người chúng ta. Và vì vậy rất nhiều người đã chọn chính cái con đường thỏa hiệp, chọn chính cái con đường theo kiểu khôn ngoan của thế gian. Và nếu xét lại, mỗi người chúng ta cũng có thể vướng phải. Chúng ta thấy là lắm lúc chúng ta nghĩ, ôi thôi, ai sao tôi vậy, ai làm bậy tôi theo. Tức là cái kiểu thế gian sao thì chúng ta theo vậy. Và để rồi chúng ta thích sống một cách yên thân với cái giá trị xấu hơn là bị thiệt thân vì chúng ta dám làm chứng cho chính sự thật. Và biết được não trạng như vậy nên Đức Thánh Cha Francisco đã nói với đoàn hành hương rằng: các con đừng có sợ đi ngược dòng đời, khi mà những giá trị dọn ra cho các con đó là những giá trị xấu, những giá trị làm cho chúng con muốn phải lìa bỏ đi cái niềm hy vọng của các con. Và Ngài nói tiếp rằng các giá trị đó cũng tựa y như là một bữa ăn, mà một bữa ăn nếu như mà không lành mạnh thì nó sẽ làm hại các con. Chính các giá trị đó làm hại các con, và vì vậy các con đừng sợ đi ngược dòng. Và chúng ta thấy khi Đức Giáo Hoàng Francisco vừa mới lên ngôi Giáo Hoàng thì Ngài cũng đã rất can đảm và tìm mọi cách để đi ngược dòng đời. Chúng ta thấy lúc đó truyền thông nói rất nhiều về đời sống của Ngài, từ cái việc thay đổi chỗ ăn, chỗ ở, chỗ dâng lễ, rồi cung cách đi lại các phương tiện giao thông, rồi các trang phục Ngài mặc, cũng như là cái cách giao tiếp của Ngài đối với quần chúng một cách gần gũi, đơn sơ. Và đặc biệt thưa cộng đoàn, Ngài trong các bài giảng Ngài nói rất thẳng và rất thật. Ngài không có sợ đụng chạm đến thành phần này, thành phần khác. Và chúng ta thấy Ngài đã bị không thiếu những người đứng lên để chống đối Ngài cách âm thầm cũng như công khai. Chống đối bởi vì Ngài đã phá bỏ đi cái truyền thống, phá bỏ đi cái tục lệ. Và đặc biệt Ngài đụng chạm đến những cái thành phần mà gọi là thành phần ngầm của thế giới. Đức Thánh Cha Francisco đã để lại cho chúng ta một mẫu gương mà chính Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay Ngài đã để lại cho chính chúng ta. Và bài tin mừng hôm nay có thể nói rằng đó là một tiếng nói để đánh đồng đến nhóm Pharisêu và nhóm luật sĩ, nhưng mà nó cũng có giá trị đối với mỗi người chúng ta khi lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta liên tục chất vấn, xin cho chúng ta nhìn lại cái cung cách sống, cái sứ mạng tiên tri của mỗi người chúng ta, để rồi chúng ta cũng biết đâu là sự thật, để rồi chúng ta làm chứng cho những điều đó. Và xin Chúa ban ơn thêm sức cũng như giúp chúng ta can đảm lội ngược dòng để chúng ta biết làm chứng cho sự thật, để rồi sự thật cũng có tiếng nói của nó, và để sự thật làm cho chính xã hội này mỗi ngày một thăng tiến hơn. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, bài tin mừng cho chúng ta nghe cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với các biệt phái và các tiến sĩ luật. Qua câu chuyện này, Chúa Giêsu đã cho chúng ta hiểu về số phận của các ngôn sứ và các tông đồ. Các ngôn sứ và các tông đồ thi hành sứ mạng không luôn luôn dễ dàng, bởi vì các ngài là người nói lời của Thiên Chúa, vạch trần các tội ác và phơi trần những điều xấu xa. Các ngài không những cảnh báo dân thường mà cảnh báo cả hàng tư tế, vua quan nữa. Cho nên số phận của các ngài là phải bách hại và thậm chí là làm chứng bằng cách đổ máu đào để minh chứng cho sự thật. Và cả Chúa Giêsu nữa, khi Ngài nói về sự thật, vạch trần sự xấu xa, giả hình và đê tiện của những biệt phái và tiến sĩ luật, Chúa Giêsu cũng lâm vào cảnh của những người ngôn sứ như Zacharia và các người khác trong Cựu Ước. Bởi vì lúc bấy giờ tạo thêm một sự hận thù, oán ghét giữa những người biệt phái và những nhà lãnh đạo Do Thái đối với Chúa Giêsu, và họ tìm cách để bách hại Ngài và cố gài bẫy Ngài để có thể tố cáo và chiết Ngài.
Và cái giá phải trả là Chúa Giêsu đã phải đổ máu để làm chứng cho sự thật. Hôm nay giáo hội mẹ của chúng ta chính là các ngôn sứ, vẫn phải tiếp tục đi theo con đường làm chứng cho ngôn sứ. Vì vậy giáo hội luôn luôn phải bị tấn công tư bề khi các ngài đứng về làm chứng cho sự thật, và nhiều lần bị bách hại, bị chống đối cũng vì bảo vệ sự thật. Còn mỗi người Kitô hữu chúng ta, khi lãnh nhận bí tích rửa tội là chúng ta đón nhận và có trách nhiệm thi hành sứ vụ ngôn sứ của mình. Sứ vụ này không luôn luôn dễ dàng đối với chúng ta, bởi vì chúng ta phải làm chứng cho sự thật và sống theo sự thật lẽ ngay. Mà sự thật, nói sự thật thì mất lòng. Điều đó khiến chúng ta dễ dàng thỏa hiệp với sự dữ và toa rập với điều xấu xa để tồn tại, để phát triển. Đây là một khuynh hướng rất đáng sợ đối với người Kitô hữu ngày hôm nay. Vì thế lời Chúa Giêsu hôm nay như một tiếng chuông cảnh tỉnh đối với mỗi người Kitô hữu chúng ta, đó là chúng ta được mời gọi sống theo sự thật lẽ ngay khi chúng ta phải thi hành chức vụ ngôn sứ của mình. Các vị ngôn sứ đã bất chấp tất cả, miễn là trung thành chu toàn bổn phận được giao phó. Người Kitô hữu chúng ta cũng thế, chúng ta phải được sống và luôn luôn trung thành với ý của Thiên Chúa để làm chứng cho sự thật. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con được mời gọi làm ngôn sứ cho Chúa để rao giảng và làm chứng cho sự thật. Xin cho chúng con luôn luôn can đảm, tin tưởng và phó thác để có thể làm chứng cho Chúa bằng đời sống chứng tá của mình, hầu cho nhiều người tin nhận Chúa và bước vào sự sống đời đời như chúng con và Chúa hằng mong ước. Cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, người Việt Nam chúng ta có câu thành ngữ: thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. Quả đúng như vậy, nói sự thật nhưng người ta lại không muốn nghe, thậm chí còn bị người ta ghét, bị loại trừ, có khi bị giết chết. Đó là điều mà Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng hôm nay về các ngôn sứ. Các ngôn sứ đến loan báo lời Chúa, nói lời sự thật cho dân, chỉ ra những thói xấu, chỉ ra những tội lỗi để mời gọi họ hoán cải. Tuy nhiên, số người hoán cải thì ít, mà số người căm phẫn thù ghét thì nhiều. Thành thử ra, rất nhiều các ngôn sứ bị chính dân của mình giết chết. Chúa kể, từ thủa tạo thiên lập địa, với máu ông Aben đến máu ông Gia-ca-ri-a bị giết giữa bàn thờ, và vô số các ngôn sứ khác nữa cùng chung số phận. Họ giết chết các ngôn sứ, nhưng sau đó lại đi xây lăng tẩm cho các ngài. Chúa nói, đó là số phận của một ngôn sứ, nhưng trên hết đó là sự chai lì và sự gian ác của lòng người. Chính Chúa Giêsu cũng là một ngôn sứ và cũng phải chấp nhận sự thù ghét, sự ghét bỏ, và rồi đưa đến sự kiện là ngài bị ám hại, bị chịu chết, chết treo trên thập giá. Ngài cũng phải chết như một vị ngôn sứ. Ngày hôm nay cũng có rất nhiều ngôn sứ của thời đại mới xuất hiện, họ cũng lên tiếng và rồi cũng chịu chung số phận của một ngôn sứ như vậy. Năm 1968, mục sư nổi tiếng của Hoa Kỳ là Martin Luther King, sau một thời gian dài đứng lên tranh đấu chống nạn kỳ thị chủng tộc, chống những bất công trong xã hội, chống lại chiến tranh, ông đã bị ám sát. Sau khi bị ám sát, ông được nhà nước để quốc tang và được trao tặng những danh hiệu rất là cao quý. Hay Đức Tổng Giám mục Oscar Romero, vị hiển thánh của giáo hội, hôm nay ngày 14 tháng 10
đúng ngày kỷ niệm phong hiển thánh của Ngài đây, năm 2018. Thế thì Ngài nổi tiếng với việc chống lại các vấn đề như nghèo đói, bất công trong xã hội, việc ám sát, việc tra tấn dã man. Năm 1980, Ngài bị ám sát trong khi đang cử hành thánh lễ. Năm 2015, trong lễ phong chân phước của Ngài với khoảng 250.000 tín hữu tham dự, ngay sau khi Đức Hồng Y đọc sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng và đang khi cộng đoàn hát kinh vinh danh rước thánh tích, khi đó bầu trời vốn đã xám xịt kéo dài cả một tuần do mưa bão, thì giờ phút đó bỗng nhiên mở ra và mặt trời ló dạng với một vầng hào quang xuất hiện. Trên mạng vẫn còn những cái video quay lại buổi lễ và cái hiện tượng kỳ lạ đó. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta cũng có lòng can đảm để làm chứng cho Chúa, làm chứng cho sự thật, bởi vì tất cả chúng ta đều là những ngôn sứ để loan báo tin mừng, loan báo sự thật, loan báo tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong những ngày qua chúng ta xem tin tức trên các phương tiện truyền thông, chúng ta thấy có hàng ngàn người, hàng chục ngàn người di chuyển từ những thành phố lớn để trở về quê hương của mình. Và họ di chuyển bằng những phương tiện có khi đơn giản và thô sơ. Có người đi bằng xe máy, có người đi bằng xe ba gác, cũng có khi đi bằng xe đạp, và thậm chí có cả đi bộ nữa. Và với những hình ảnh vợ chồng con cái đèo với nhau trên một chiếc xe, hay chở những vật dụng cần thiết ở trên đường đi, có những hình ảnh những đứa trẻ khóc than vì đói, vì khát, vì phải vất vả mưa nắng trên đường, có những hình ảnh có những người ôm cả hài cốt của người thân bị mất sau đợt dịch Covid này. Một hành lý, một hành trang trên đường không ai mong muốn khi phải trở về quê của mình. Tất cả những hình ảnh đó, những đau khổ đó, chúng ta đã thấy và đã nghe. Và chắc có thể chúng ta cũng không thể cảm nhận hết được những nỗi đau, nỗi khổ của những con người ấy. Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ. Tất cả đều có một mong muốn rất chính đáng, đó là được trở về quê hương của mình, trở về nhà, trở về bên người thân. Và ước muốn chính đáng này không chỉ nói lên những nhu cầu thực tại của cuộc sống, đó là nơi ăn, là chốn ở, là sự an toàn, mà còn nói lên một nhu cầu về tình cảm thiêng liêng, được ở bên người thân, ở bên gia đình của mình. Thưa quý ông bà, anh chị em, và con thiết nghĩ ai trong chúng ta cũng có những ước muốn chính đáng, tốt lành ấy. Và chỉ vì những ước muốn tốt lành trong cuộc sống mà giúp cho chúng ta có khả năng và nghị lực để vượt qua những khó khăn, những khốn khó để đạt được. Còn thiết nghĩ nơi dân Israel khi xưa cũng thế. Họ cũng có những ước muốn chính đáng để đạt được. Và hơn ai hết, họ là dân của Chúa chọn, là dân riêng, dân đã ký kết giao ước với Thiên Chúa qua Mô-xê. Thì ước muốn chính đáng của họ được vào nước trời, được ở bên Thiên Chúa rất cụ thể và mạnh liệt. Thế nhưng những người luật sĩ và những người Pha-ri-sêu lại ngăn cản ước muốn đó. Trong Tin Mừng Thánh Luca chúng ta vừa nghe, Chúa Giê-xu
Ngài đã quở trách, Ngài đã nói nặng lời với những người Pha-ri-siêu và những nhà thông luật. Chúa nói rằng: khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật, các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết, các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản. Tại sao Chúa Giê-xu lại nói những nhà thông luật, những người Pha-ri-siêu này lại ngăn cản người ta, không cho người ta đến với Thiên Chúa, không cho người ta vào nước trời, một ước muốn rất chính đáng và tốt lành? Dựa vào lời Chúa ngày hôm nay, con nhận thấy có một lý do rất quan trọng. Và Chúa Giê-xu cũng đã nhiều lần cảnh báo và lên án, nhắc nhở những người Pha-ri-siêu và các kinh sư về đời sống của họ. Đó chính là một đời sống giả hình, giả tạo, nói một đường làm một nẻo, khiến cho mọi người xa rời Thiên Chúa hoặc sống xa đường lối của Thiên Chúa. Trong Tin Mừng, Thánh Luca thuật lại, những nhà thông luật đã xây lăng mộ cho các ngôn sứ, những vị mà cha ông của họ đã giết chết thời xưa. Và trong Tin Mừng, Thánh Matthew còn nói rõ những lời Pha-ri-siêu còn nói rằng: nếu chúng ta ở trong thời kỳ của cha ông của chúng ta thì chúng ta sẽ không đồng tình giết các vị ngôn sứ ấy. Tất cả lời nói và việc làm của nhà thông luật và những người Pha-ri-siêu này vừa chứng thực, họ khẳng định các ngôn sứ thời xưa là những vị ngôn sứ của Thiên Chúa, nói lời sự thật, nói lời của Thiên Chúa, và đồng thời cũng chê bai và lên án cha ông của mình là những người đã giết chết các vị ngôn sứ này. Thế nhưng thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta nhìn kỹ vào đời sống của họ thì chính ngay họ cũng đã ra tay giết chết những ngôn sứ mà Thiên Chúa đã gửi đến trong thời đại của họ. Họ cũng không hơn gì cha ông của họ khi xưa. Họ đã tìm mọi cách để loại trừ và giết chết những ngôn sứ và tông đồ mà Thiên Chúa đã gửi đến cho họ. Chẳng hạn như ông Gioan Tẩy Giả là vị tiền hô của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã gửi đến để chuẩn bị con đường cho đấng cứu thế đến, giúp người ta dọn lòng, ăn năn sám hối, thay đổi đời sống để đón nhận ơn cứu độ. Thế nhưng người ta lại không nghe, lại giết chết Ngài. Hay cụ thể hơn nữa, ngay chính Đức Giê-xu Ki-tô là đấng cứu thế, là đấng Mê-si-a mà muôn dân hằng mong đợi, gửi đến cho họ để đem lại cho họ ơn cứu độ, sự sống đời đời. Thế nhưng họ cũng ra tay bắt hại và giết chết một cách ô nhục trên thập giá. Đó, chúng ta thấy những nhà thông luật và những người Pha-ri-siêu, họ đã sống giả hình, họ đã bài trừ và giết chết những vị thiên sứ mà Thiên Chúa đã gửi đến cho họ, cho nhân loại. Chính đời sống giả hình, nói một đường làm một nẻo này đã khiến cho dân chúng phải xa rời Thiên Chúa, không sống theo đường lối của Ngài, hoặc là bỏ Chúa mà theo những thần khác. Thưa quý ông bà anh chị em, những người Pha-ri-siêu và các kinh sư một mặt thì xây lăng mộ những vị ngôn sứ thời xưa để phản bác việc giết hại các ngôn sứ của cha ông họ. Thế nhưng mặt khác, họ lại ra tay tìm mọi cách để giết chết những vị ngôn sứ trong thời đại của họ. Chính vì những vị này
đã nói những lời chân lý, nói lên sự thật, nói những điều mà trái tai của họ, và thậm chí nói lên những điều mà họ cho là một chân lý bất di bất dịch. Chính vì thế họ đã bắt hại các ngôn sứ trong thời đại của mình. Đây cũng là hình ảnh mà chúng ta suy nghĩ đến chính bản thân của chúng ta. Thiên Chúa cũng đã gửi đến cho chúng ta những vị ngôn sứ ngay trong thời đại của mình qua nhiều hình ảnh. Chẳng hạn như qua giáo hội, Chúa gửi đến những vị mục tử để giảng dạy lời Chúa, để cử hành những nghi thức phụng vụ và lo cho chúng ta về đời sống tinh thần, sống tốt để được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa. Hoặc là Chúa gửi cho chúng ta vị ngôn sứ qua hình ảnh của những người bạn, của những người trong khu xóm của mình, bằng những gương lành, bằng những gương sáng, đời sống bác ái yêu thương. Hoặc Chúa gửi cho chúng ta đến những vị ngôn sứ qua hình ảnh cụ thể hơn nữa, nơi người chồng, người vợ, nơi những thành viên trong gia đình, bằng những bổn phận chu toàn trong gia đình của mình, bằng đời sống gương sáng đạo đức tốt lành, bằng những việc làm để nỗ lực làm cho đời sống của gia đình trở thành một gia đình thánh. Tất cả mọi người chúng ta, Thiên Chúa có thể dùng làm ngôn sứ để rao giảng lời chân lý, rao giảng sự thật, rao giảng tình thương của Thiên Chúa đến với mọi người chúng ta. Thế nhưng chúng ta có đủ sáng suốt để đón nhận những lời chân lý mà Thiên Chúa đã gửi đến qua bạn bè, qua những người thân, qua những sự kiện ở bên ngoài xã hội mà chúng ta đã nghe, đã thấy hay không? Ước gì chúng ta đừng để Chúa nói chúng ta như những người thông luật và những người Pha-ri-siêu, là những kẻ đã ngăn cản người khác, không cho người khác vào nước Thiên Chúa. Chúng ta đón nhận thánh ý của Thiên Chúa, lời của Thiên Chúa, không chỉ nơi lời của Ngài, nơi lời giáo huấn của giáo hội, mà còn là nơi những việc tốt lành của những người anh chị em, của những người thân trong gia đình của mình, để từ đó chúng ta cũng có sự biến đổi và sống tốt lành để được hưởng hạnh phúc mà Thiên Chúa hứa ban cho những người chúng ta, những người sống theo đường lối của Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay khi chúng ta nghe lại trang tin mừng của Thánh Luca, chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài dùng những lời lẽ rất nặng để của trách những người biệt phái và những người luật sĩ. Chúng ta thử tự hỏi rằng tại sao Chúa Giêsu Ngài lại nói như thế? Chúng ta nhìn lại ở trong tin mừng thì chúng ta thấy dường như những việc làm của những người biệt phái và những người luật sĩ đó là những việc làm tốt, như họ xây mồ mả của các tiên tri. Đó là việc làm rất tốt. Thì tại sao Chúa Giêsu Ngài lại của trách như thế? Thưa quý ông bà, anh chị em, bởi vì chúng ta thấy rằng những việc làm của họ, của cha ông họ, những người biệt phái, những người luật sĩ, khi còn sống thì Chúa đã sai họ, các tiên tri đến với họ, thế nhưng mà họ đã không đối đãi tiếp đón các tiên tri, mà họ còn xử rất tệ với các tiên tri mà Chúa đã sai đến. Người thì giết chết, người thì bị đánh đập, người thì bị chúng hành hạ. Đó không phải là điều Chúa muốn ở nơi những người biệt phái và những người luật sĩ. Điều Chúa muốn là họ hãy sống thực với con người của họ, bởi vì những việc làm của họ là những việc giả hình để cho người khác thấy mà khen tụng họ. Lời Chúa hôm nay cũng chính là lời cảnh tỉnh mỗi người chúng ta. Hẳn nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta, trong đời sống gia đình của chúng ta, giữa cha mẹ với con cái, khi còn đang sống với nhau thì nhiều khi chúng ta đối xử tệ bạc với cha mẹ của mình, không coi cha mẹ ra gì hết. Tới khi cha mẹ chết,
khi cha mẹ lìa đời thì lúc đó chúng ta mới bày ra những mâm cao cỗ đầy, thì hỏi rằng lúc đó cha mẹ có còn được hưởng ai không? Chớ gì qua lời Chúa ngày hôm nay, xin Chúa cũng thứ tha cho mỗi người chúng ta. Hẳn nhiều khi chúng ta cũng không ít lần cố ý thờ ơ, xúc phạm đến những người anh chị em của chúng ta, những người thân của chúng ta. Khi chúng ta không quan tâm, hay là thậm chí chúng ta dùng những lời nói để thóa mạ những người anh chị em của chúng ta, xin Chúa cảnh tỉnh tâm hồn của mỗi người chúng ta, để trong đời sống đức tin, trong đời sống gia đình, trong đời sống tương quan với những người khác, chúng ta luôn luôn thể hiện mình là những người Kitô hữu, những người có Chúa Kitô, những người con cái của Thiên Chúa. Và đó chính là sứ điệp, là tin mừng mà chúng ta đang loan báo cho con người và cho thế giới ngày hôm nay. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đọc tin mừng ta thấy Đức Giêsu luôn thực hiện đúng cái vai trò ngôn sứ của Ngài. Đó là một ngôn sứ trung thành trong việc loan báo lời Chúa, một ngôn sứ mạnh dạn, can đảm loan báo lời chân lý mà không sợ sệt, kiêng nể, một ngôn sứ dám nói lên sự thật, sự thất bại cũng như sự gian ác và tội lỗi, bất chấp những oán ghét hận thù của người khác. Và cuối cùng, vai trò của một ngôn sứ đó là chấp nhận trả giá cho những gì mình loan báo, kể cả mạng sống. Và đây chính là lý do mà các ngôn sứ ở trong Cựu Ước đã bị sát hại. Lịch sử cho thấy cái dân tộc Do Thái, một dân tộc rất cuồng tín, bảo thủ, cực đoan và tự mãn với những gì mình thủ đắc được, kể cả lề luật của Thiên Chúa. Cho nên họ đã nhân danh lề luật, nhân danh Thiên Chúa và sát hại các ngôn sứ của Thiên Chúa. Những người mà đã dám nói lên sự thật về cái sự phản bội của họ đối với lề luật của Thiên Chúa và những việc làm sai trái, tội lỗi của người Do Thái, đặc biệt là giới lãnh đạo. Như vậy thì cái người đi trước làm sai, cái người đi sau sửa sai, xây mồ cho các ngôn sứ, phục hồi danh dự cho các nạn nhân mà chính cha ông họ đã ra tay sát hại. Đức Giêsu coi đây là một hành động tán thành những gì sai trái của người đi trước, vì chính thế hệ đi sau cũng chẳng khá hơn gì. Cụ thể, người biệt phái và luật sĩ thời Đức Giêsu cũng lại theo cái vết xe đổ của cha ông họ. Họ sống giả hình, vụ luật, tự mãn, kiêu căng, không chấp nhận những gì là sai trái, những gì là tội lỗi mà chính Đức Giêsu đã chỉ cho họ thấy. Cho nên khi họ bị khiển trách, họ sinh ra oán ghét. Và như tin mừng hôm nay nói rằng, họ đã oán ghét người một cách ghê gớm và mưu toan tìm những cái gì đó, lý do để có thể làm hại Đức Giêsu. Người biệt phái và luật sĩ thời Đức Giêsu, họ đã cư xử bất công với người nghèo, đã tiếp tục bắt bớ, bịt miệng các ngôn sứ và tông đồ của Thiên Chúa. Và như một lời ngôn sứ Đức Giêsu đã nói, họ sẽ bị đòi nợ máu. Vì thế, những năm 60 của thế kỷ thứ nhất, Đế quốc Roma đã kéo đến và phá hủy tất cả Jerusalem, và dân Israel đã phải tản mát khắp thế giới, lưu lạc khắp nơi
cho đến ngày hôm nay. Nhìn lại giáo hội, chúng ta cũng thấy rằng lịch sử của giáo hội thời Trung Cổ cũng đã có những sai lầm, không khác gì người Do Thái đâu. Những cuộc thập tự chinh, tòa án, pháp đình, tôn giáo cũng đã gây ra biết bao nhiêu đau thương cho nhiều dân tộc. Và nó vẫn còn gây ra những cái oán thù lẫn nhau kéo dài cho đến ngày nay. Lịch sử giáo hội Việt Nam cũng cho chúng ta thấy cái vai trò của ngôn sứ, những vị ngôn sứ của Đức Giêsu đã bị bắt hại tàn nhẫn bởi quan quyền. Đó là các vị thánh tử đạo của chúng ta. Vì thế mà thế hệ chúng ta cũng cần phải rút kinh nghiệm những cái sai trái của cha ông mình để hoán cải đời sống trong công bình, bác ái và yêu thương. Nếu không, như lời Đức Giêsu nói với người Do Thái trong Tin Mừng hôm nay, thế hệ này, dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu. Dịch bệnh, tai ương vẫn đang xảy ra ở khắp nơi trên thế giới này, khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn về cái nguyên nhân của nó. Ông bà anh chị em thân mến, nhìn lại lịch sử ơn cứu độ, chúng ta phải công nhận rằng từ thời Cựu Ước cho đến thời Tân Ước, ngay cả đến ngày hôm nay, Hội Thánh Công Giáo nhuộm một màu đỏ thấm bởi những giọt máu của các ngôn sứ, bởi dòng máu của các thánh tử đạo và kể cả của biết bao người Kitô hữu bị bắt hại. Một màu đỏ thấm đó dệt nên bởi một tình yêu hy sinh cao nhất và lớn nhất. Thật vậy, lịch sử Hội Thánh Công Giáo của chúng ta từ thời Cựu Ước cho đến hôm nay quả thực là một lịch sử ơn cứu chuộc mà chính Thiên Chúa phải đổi bằng giá máu. Và những ai đi theo con đường của Thiên Chúa muốn, đi theo Đức Giêsu Kitô, đều cũng phải trải qua một hành trình gian khó như vậy. Có thể nói, chính ngôn sứ Môsê hay Elia đã từng xin Chúa chết đi cho xong. Rồi ngôn sứ Giê-rê-mi-a cũng đã từng thối lui, xin được không làm ngôn sứ nhưng chẳng được. Và cả Gia-ca-ri-a cũng đã bị ném đá trong sân đền thờ cho đến chết. Và rồi vào thời Tân Ước cũng vậy, cũng mang một thân phận của ngôn sứ, đó là dám nói những lời cứng rắn, răng đe, như Gioan Tẩy Giả hay Đức Giêsu Kitô và các tông đồ của Chúa Giêsu Kitô cũng đã bước đi trên con đường số phận của các ngôn sứ đau thương, vì dám nói những lời tố cáo những thói hư tật xấu của các vua quan hay lối sống sa đọa lạc lối của những người đi theo ngẫu tượng của dân Do Thái đã từng phản bội Thiên Chúa. Tin mừng hôm nay mà chúng ta vừa nghe thuật lại cho chúng ta máu của ba ngôn sứ, máu của Abel,
máu của Zakaria và chắc chắn cũng phát quản hình ảnh máu của Đức Giêsu Kitô. Máu vô tội của Chúa Giêsu Kitô đã đổ ra trên thánh giá, trên đồi Canvê chiều thứ sáu tuần thánh. Chính máu vô tội ấy đã đổ ra để không phải đòi nợ máu hay không phải đòi sự trả thù, cho bằng đem đến ơn cứu chuộc và giải thoát cho nhân loại. Thật vậy, máu châu báu của Đức Giêsu Kitô tha thứ kể cả cho những người chịu trách nhiệm trong cái chết của Ngài. Hẳn chúng ta còn nhớ trên thánh giá Chúa Giêsu đã cầu nguyện rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Và Đức Giêsu Kitô phục sinh cũng đã cho đi sự tha thứ đó khi Ngài vẫn mãi hoài yêu thương, Ngài không chấp nhất và không trả thù những ai can dự vào cái chết của Ngài. Chính các tông đồ cũng chia sẻ chén đắng với Đức Giêsu Kitô khi các ngài lần lượt đón nhận cái chết tử đạo. Có thể gợi cho chúng ta nhớ về châm ngôn hay nguồn lực sống của Thánh Teresa Thành Avila mà chúng ta mừng ngày 15 tháng 10 ngày mai, khi Ngài sống với châm ngôn cả cuộc đời hiến dâng cho Thiên Chúa dù có phải chịu đau thương thử thách. Khi Ngài luôn luôn tâm nguyện phương châm sống của mình: Lạy Chúa, con vui vì được chịu đau khổ cùng với Chúa hằng ngày. Người Kitô hữu từ bản chất chính là những vị ngôn sứ đang sống trong thế giới chung quanh chúng ta. Thật vậy, chúng ta được mời gọi để trở nên nhân chứng của Chúa Giêsu Kitô, cũng giống như các ngôn sứ thời Cựu Ước mà chúng ta đã nhắc, cũng giống như các tông đồ của Chúa Kitô thời Tân Ước mà chúng ta đã vừa chiêm ngắm. Chúng ta cũng được mời gọi để đánh đổi tất cả, sẵn sàng hy sinh tất cả vì để làm chứng cho Chúa Kitô, làm chứng cho Thiên Chúa trong cuộc sống hôm nay. Để rồi mỗi người chúng ta mong rằng chúng ta luôn luôn biết can đảm dấn thân dù cho phải đối diện những thử thách đau thương thật sự. Hôm nay chúng ta bắt đầu Tam Nhật, chúng ta dám gọi là Tam Nhật Thánh bởi vì những việc làm thánh thiện hầu kéo ơn Thánh Chúa, hầu nhận lãnh ơn Thánh Chúa, ơn chữa lành của Chúa đến với hội thánh, đến với từng người, đến với mỗi người chúng ta, đến với nhân loại đang cần sự cứu chữa của Đức Giêsu Kitô là Thầy nhân lành, là vị lương y nhân ái, cứu chữa tất cả chúng ta. Chúng ta xin Chúa đỡ nâng chúng ta, đỡ nâng để chúng ta khỏi bị quỵ ngã, khỏi bị bỏ cuộc. Xin Chúa đồng hành với chúng ta để chúng ta khỏi bị cô đơn. Xin Chúa cho chúng ta can đảm để vượt qua cơn thử thách dịch bệnh này, bởi vì chúng ta tin rằng những ai hy vọng nhiều, những ai tín thác vào Đức Giêsu Kitô thì là những kẻ sẽ chiến thắng.